Giảm Hiếu chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em nha các bạn ơi. Hôm nay em tiếp tục lên một con siêu phẩm cho các bạn xem ha các bạn. Đợi mấy em quay PNG nhiều các bạn. Được các cô chú anh chị các bạn ủng hộ rất là nhiều. Hôm nay em lên cho các bạn tiếp tục một con full carbon nha các bạn. Một con full carbon đến từ Italia nha các bạn. Nó thương hiệu là Pinarello nha các bạn. Roca H nha các bạn ơi. Cực kỳ là cao cấp luôn các bạn ha. Đây. Full carbon nha, mà con xe này cái size số của nó rất là đẹp nha các bạn. Cái size cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Cái size đứng của nó là 48, ngang là 50 nha các bạn. Đứng 48 ngang 50, cái size cực kỳ đẹp các bạn ơi. Đó. Bạn thấy không? Rất là đẹp. Các bạn từ 1m6 tới 1m7 các bạn chạy con này là rất là đẹp nha. Cái size cực kỳ phù hợp cho người Việt Nam luôn các bạn ơi. Đó, rồi trước khi vào nội dung chính em cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Đầu tiên là em quay cho các bạn cái bộ giấy tờ của em nó ha. Đây các bạn ha. Bộ giấy tờ của em nó ha các bạn. Pinarello này các bạn. Đó, đây số seri ha. Đó, mộc đỏ ha, đầy đủ ha các bạn ơi. Rồi đây là hai tờ hóa đơn bán hàng của siêu thị bên Nhật ha các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, đầy đủ ha. Một chiếc xe cực kỳ đẹp và giấy tờ đầy đủ ha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, đầy đủ giấy tờ giao xe cho các bạn luôn ha. Đây, Pinarello, một chiếc xe full carbon ha. Và cái màu của em nó là màu cực kỳ là đẹp luôn các bạn ha. Rồi em quay từ trên xuống dưới cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, bao tay của em nó là bao tay Shimano đây các bạn. Đó, dây quấn zin theo xe nè các bạn ha. Đó, dây quấn cực kỳ đẹp luôn. Các bạn thấy không? Mới tinh nha các bạn. Đó. Cái tay lái nè, và cái bô tăng nè. Đó, bô tăng Deda Zero nha các bạn. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý nha các bạn ơi. Bạn thấy không? Rất là đẹp nha các bạn. Đây, tay lái bên đây ha. Không có một vết xước luôn các bạn ha. Đây các bạn. Không có một vết xước luôn ha các bạn. Đây là một cái tay Shimano 105 R7000 ha các bạn. R7000 ha. Đó, made in Japan ha các bạn. Đây, cái tay Shimano 105 R7000 ha. Mới tinh đó các bạn ha. Đó, mới tinh luôn. Không có một vết chạy luôn các bạn ơi. Bạn thấy không? Cực kỳ là đẹp ha các bạn. Đó, đây chén cổ Pinarello luôn nè các bạn ơi. Chén cổ Pinarello luôn đó. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý ha. Rồi em này sử dụng chất liệu carbon là 12K ha, 30HM 12K hả bạn. Full carbon hả bạn ơi. Pinarello Roca H ha. Đó, phối màu cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đây, phối màu cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái tem UCI đó, chứng chỉ quốc tế hả bạn. Đây chữ ký của hãng nè, rất là đẹp luôn các bạn ơi. À, yên của em nó, cọc yên là cọc yên carbon ha. Yên của em nó là cái yên Arizona của Ý ha bạn. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, yên physics đó các bạn ơi. Cọc yên cực kỳ đẹp luôn, cọc yên nè. Các bạn thấy không? Mới tinh các bạn. Chiếc xe trưng bày các bạn ha. Đó. Đây, Pinarello làm cái cổ xe rất là đẹp luôn các bạn. Có những cái dòng uốn lượn ha. Đó. Bạn thấy rất là đẹp không các bạn. Đó. Đây là những cái cao su nè, đỡ cái dây là tránh cạo vào sườn ha. Đây. Tem Pinarello này hả các bạn. Bạn thấy không? Một con xe cực kỳ đẹp. Mà cái size của nó là size quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Đó, càng trước của em nó đây ha. Càng thẳng của em nó nè các bạn ơi. À, Shimano 105 R7000 các bạn ha. 105 R7000 cực kỳ là cao cấp luôn các bạn ha. Rồi cái vỏ của em nó đây ha các bạn. Vỏ em nó sử dụng chất liệu vỏ là Continental các bạn. Vỏ này là vỏ 723C các bạn ha. Đây. 23mm 723C. Em này đi một cặp bánh cực kỳ là cao cấp luôn các bạn ơi. Cặp bánh của em này đi đồ cặp bánh Campagnolo ha bạn. Cặp bánh Campagnolo cam thưa nè các bạn ơi. Campagnolo mã là Zonda các bạn. Campagnolo Zonda, một cặp bánh nhôm rất là cao cấp của hãng Campagnolo của Ý ha các bạn. Đó, tâm của em nó đây ha các bạn. Đó, chỉ có 14 cái tâm thôi. Hai bên 14 cái tâm thôi. Đó, đùm của em nó đây ha. Đùm mặt đạn các bạn ơi. Đó, cái tháo mở nhanh rất là đẹp luôn các bạn ha. Bạn thấy không? Một chiếc xe cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Một con xe không chơi vào đâu được luôn ha các bạn.
Đó, đây những cái dòng cao su nè các bạn ơi. Những cái dòng cao su nè, tránh cả dây thắng vào sườn ha. Tránh cả dây vào sườn các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây, càng trước của em nó ha. Mới tinh các bạn, không có một vết chì xước ha các bạn ơi. Đó, một con xe trưng bày ha các bạn. Đây, mã là Roka H nha các bạn, mã Roka H. Đó, khung sườn làm rất là đẹp luôn các bạn ơi. Pinarello. Cái gọng nước nè, zin theo xe luôn các bạn. Đó, gọng nước zin theo xe về luôn nè. Đó. Các bạn thấy không? Cái khung sườn rất là đẹp luôn. Chất liệu full carbon ha các bạn. Đó, pedal của em nó đây các bạn ơi. Mới tinh ha các bạn. Đây, cái giò dĩa nè, Shimano 105 ha. R7000 các bạn, giò dĩa mắc in da băng ha. Đó, giò dĩa mắc in da băng ha các bạn. Đây, R7000 mắc in da băng ha. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, bạc đạn của em nó nè. Bạn thấy không? Cực kỳ là xịn, cao cấp ha các bạn. Đó. Đây, càng thắng Shimano 105 R7000 ha. Con xe này không thể chơi được luôn các bạn ơi, con xe này cực kỳ là mới luôn các bạn ơi. Vỏ sau đây. Vỏ sau vỏ Campagnolo ha. Con cái niền Campagnolo, vỏ sau vỏ Continental 723C ha, niền Campagnolo. À, Zonda các bạn, một cái niền rất là cao cấp ha bạn. Đây. Niền Campagnolo Zonda, một cái cặp bánh, một cái niền sau cặp niền rất là cao cấp của Ý ha bạn. Tâm của em nó toàn bộ đi tâm lá hẹ đây. Đi một cặp ba cây ha. Bạn thấy không? Một cặp ba cây ha. Bánh đùm bạc đạn ha bạn. Bánh đùm bạc đạn ha. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Bạn thấy không? Một con xe cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Bây giờ em sẽ quay tiếp theo là cái bộ truyền động của em nó ha. Các bạn rất là quan tâm cái bộ truyền động đúng không? Tiếp theo là em quay cái bộ truyền động của em nó để em chỉnh cái chống này lại một tí nữa các bạn. Rồi em sẽ quay tiếp theo là cái bộ truyền động của em nó, các bạn cực kỳ là quan tâm. Đây các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Cái sàn clip nè, 105 R7000 mắc in da băng. Đó, R7000 thì em nó sẽ đi với 11 clip ha các bạn. Đây là cái clip của Shimano. Đó, một cái clip Shimano mắc in da băng ha. 11 clip các bạn, 2 4 6 8 10, 11 clip các bạn ơi. Các bạn này nhìn cái clip của em nó đi ha. Đó. Hầu như là không chạy gì hết nha các bạn. Đó, dây sơn của em nó đây. Dây sơn này cũng dây sơn Shimano ha các bạn. Đó, dây sơn Shimano các bạn ha. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Shimano da băng có đóng mặt luôn các bạn ha. Chụp rỗng, dây sơn Shimano chụp rỗng ha. Rồi cái dĩa của em nó đây các bạn. Giờ dĩa là Shimano 105 R7000 các bạn ha. Dĩa của em nó đây. Các bạn nhìn những cái răng dĩa nè. Nó nhìn những cái răng dĩa này nè các bạn. Cực kỳ là mới luôn các bạn ơi. Nó chưa bay cái sơn của cái giò dĩa luôn nha. Nó chưa bay cái sơn luôn, nói chi là chưa là mòn các bạn. Cái sơn còn chưa bay nữa, nói chi là mòn ha. Nó chiếc xe, tại vì chiếc xe trưng bày nó không có chạy các bạn ơi. Nó không có chạy cho nên là cái bộ truyền động, cái bộ giò dĩa và bộ clip của em nó là cực kỳ là mới luôn ạ, như một cái bộ mới luôn các bạn ơi. Đó. Giò dĩa nè, không tì vết luôn. Bề đàn cực kỳ là đẹp ha các bạn. Bạn thấy không? Bề bàn đàn mặt đạn ha. Cái sàn dĩa là Shimano 105 R7000 mắc in da băng ha. Đó bạn, nhìn cái sàn dĩa cực kỳ là hầm hố luôn nha các bạn. Đó, cái bộ R7000 này cứ rất là xịn nha các bạn ơi. Bạn thấy không? Đó, một con xe mới tinh các bạn ha. Một con xe mới tinh. Đây, chất liệu carbon là 30HM12K ha bạn. Rất là cao cấp luôn các bạn ơi. Mã Roka H ha. Bạn ha, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ quay cái chớn cho bạn xem thử ha. Em cứ quay nhẹ thôi các bạn ơi. Đó. Em quay nhẹ thôi các bạn, nhìn cái chớn em nó đi rất là ngon nha các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn ơi, rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó, cối nổ của em nó rất là hay. Nó những cặp bánh của Ý là cối nổ cực kỳ hay nha các bạn. Đó, cặp bánh của Ý cối nổ rất hay các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đó, em chỉ quay nhẹ thôi các bạn ha. Chớn đi. Đó.
Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Đó, nó trả về nha các bạn. Đó, nó chạy tới rồi nó dừng rồi nó trả về một tí là các bạn biết cái độ chớn của nó rất là ngon nha các bạn. Cái này các bạn về chạy là khỏi chơi luôn các bạn. Cái size số quá đẹp các bạn ơi. Size 48-50. Đứng 48.050, cái size số quá là đẹp luôn các bạn ha. 1m6 tới 1m7 ha, rất là phù hợp với người Việt Nam của chúng ta luôn các bạn ơi. Đây các bạn coi tổng quan con Bina Alo nè. Một con xe không thể chơi được luôn các bạn ơi. Con xe này phải nói thiệt là không thể chơi được luôn. Rất đẹp, màu trắng, đỏ, đen ha bạn. Đó, đi một cặp bánh của Ý ha bạn. Cực kỳ là xịn luôn các bạn ơi. Rồi, em quay qua tới bên đây ha. Đó. Bên đây là nó sẽ đi một cái tem Roca H ha bạn. Một con xe từ trên xuống dưới không thấy điểm chơi nào hết luôn các bạn ơi. Đó, con Bina Alo từ trên xuống dưới em không thể thấy điểm chơi nào luôn, cực kỳ đẹp nữa các bạn. Rồi con xe này em sẽ để cho các bạn giá trên 30 triệu nha các bạn, trên 30 triệu các bạn ơi. Rồi các bạn nào biết giá chính xác thì alo nghe cho em 0975158377 nha. Đó, để biết giá chính xác của con này nha các bạn, full giấy tờ luôn các bạn ha, full giấy tờ con Bina Alo Roca H. Đó, đi một cặp bánh, cặp niền Campagnolo của Ý nha các bạn, cực kỳ xịn luôn, full bộ rúp Shimano 105 R7000 các bạn, cực kỳ là cao cấp luôn các bạn ơi. Và khung sườn của em nó chất liệu carbon 12K ha. Đó, rất cao cấp nha các bạn. Các bạn lấy con xe này về khỏi suy nghĩ về cái độ mới của nó, và cái giá của nó là chỉ bằng phân nửa cái giá mua mới thôi các bạn ơi. Bạn thấy không, con xe cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Đó, cái giá rất tốt nha các bạn, trên 30 triệu thôi. Các bạn nào quan tâm thì alo em 0975158377 nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn các bạn ơi. Bạn quan tâm thì alo cho em. Đó, rất đẹp nha bạn. Rồi em xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Em chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình nha các bạn ơi. Rồi các bạn xem clip thấy hay cho em xin nút like nha các bạn, nút chia sẻ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của em Hiếu nha, để ủng hộ em nha các bạn ơi. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip sau các bạn. Bye bye.